Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay bên đơn vị mình tiếp tục giới thiệu cho bạn một mẫu camera ngụy trang. Đấy. Thì cái dòng hôm nay mình giới thiệu cho bạn là dòng sản phẩm camera ngụy trang cúc áo S64. Đấy, cái dòng sản phẩm camera này đang bán cực kỳ chạy ở bên đơn vị nhà mình nhá. Đấy, thì đợt vừa rồi rất là nhiều bạn hỏi về cái dòng sản phẩm cúc áo này, nhưng mà bên đơn vị nhà mình đã bán hết hàng. Đấy. Thì hôm nay thì bên đơn vị nhà mình mới về được cái dòng này. Đấy, thì mình sẽ đăng video luôn để giới thiệu cho các bạn. Đấy, bạn nào đã sử dụng rồi thì các bạn có thể là cho mình một like và một đăng ký kênh. Đấy, còn các bạn chưa sử dụng thì các bạn có thể là tham khảo thêm ở cái video này. Đấy, thì ở đây thì mình đang có một hộp sản phẩm camera cúc áo S64 này. Đấy, thì khi các bạn mua hàng ở bên đơn vị mình thì các bạn có thể là quét cái mã vạch này để các bạn xem lại những cái video. Đấy, video hướng dẫn sử dụng cũng như là chi tiết của cái dòng sản phẩm camera cúc áo S64 này, hoặc là các bạn có thể là tham khảo thêm cái video này nhá. Đấy, thì bạn nào quan tâm về cái dòng sản phẩm camera cúc áo này cũng như các dòng sản phẩm camera ngụy trang hoặc là camera siêu nhỏ, máy gâm, máy định vị thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như kết bạn Zalo 0927960888. Đấy, thì bên đơn vị mình sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn các bạn 24/24. Đấy, còn bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm camera cúc áo S64 này cho các bạn xem này. Đây, và khi mở hộp cúc áo ra thì đầu tiên các bạn nhìn thấy đây là một bộ 7 cúc. Đấy, và một thiết bị camera trang cúc áo S64 cũng như là một quả pin sạc dự phòng. Đấy, một quả pin sạc dự phòng nhá. Thì ở bên dưới này nó cũng sẽ có một cái dây sạc. Đấy, dây sạc và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng của dòng sản phẩm camera cúc áo này. Đấy, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đấy, mình sẽ để tạm ở đây nhá. Đây, đầu tiên là về bộ 7 cúc này. Thì với cái bộ 7 cúc này nó sẽ cho phép các bạn là ngụy trang. Đấy, từ cái loại cúc áo sơ mi đến cái đầu đinh vít hoặc là đầu ốc vít. Đấy, hoặc là rất là nhiều cái mẫu ở đây. Đấy, các bạn có thể là sử dụng ở đây. Đấy, bộ ngụy trang. Đấy, mình sẽ để tạm đây nhá. Tiếp theo là về một quả pin sạc dự phòng sơ cua. Với cái quả pin sạc dự phòng này thì nó sẽ cho các bạn sử dụng liên tục trong 4 tiếng. Đấy, thì khi các bạn sử dụng cái dòng cam này. Đấy, đây, sử dụng cam mà các bạn đang quay mà chẳng may nó hết pin chẳng hạn, các bạn có thể là cắm cái dây sạc này vào đây cho mình. Cái đầu dây sạc này các bạn cắm một quả pin. Đấy, đây. Và còn cái đầu còn lại này các bạn cắm trực tiếp vào cái đó, các bạn cắm trực tiếp vào cái con camera cúc áo S64 này cho mình. Đó, thì sẽ sử dụng được và quay liên tục lâu hơn nhá. Còn không thì camera nó đã có cái đây, cái dòng này thì nó đã có hỗ trợ các bạn là quay liên tục trong vòng từ 3 cho tới là 4 tiếng rồi. Mà các bạn muốn quay lâu hơn thì bạn có thể là cắm thêm quả pin sạc dự phòng vào. Đấy. Còn đây chính là cái dòng sản phẩm camera cúc áo S64 này. Đấy, nhỏ, cực kỳ nhỏ nhá. Đấy, các bạn có thể là tháo được cái mắt này ra. Đấy. Đây, các bạn có thể là tháo cái mắt này ra để các bạn thay những cái mẫu camera mắt camera khác. Đấy. Đây, mình sẽ đóng lại. Đấy, các bạn có thể là thay được mắt của camera. Thì ở bên cạnh sườn bên này nó sẽ có một cái nút tắt bật à. Khi bạn bật lên thì các bạn bật lên cho mình. Thì khi các bạn bật lên thì nó sẽ phát một ánh đèn đỏ bên dưới này, cũng như một cái cổng cắm sạc. Đấy. Và bên này là khe cắm thẻ nhớ cũng là nút reset. Đấy, của cái dòng sản phẩm này. Đấy, thì muốn sử dụng được cái dòng sản phẩm camera cúc áo này ấy, thì các bạn chỉ cần là tải cho mình một ứng dụng như ở trên này mình đã ghi rồi. Các bạn tải cho mình một ứng dụng lúc cam về thôi là các bạn có thể là xem trực tiếp được trên điện thoại của các bạn rồi. Đấy, thì với cái ứng dụng lúc cam này đấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các dòng điện thoại hiện nay từ Samsung, Oppo hoặc là iPhone cũng như là iPad. Đấy, thì các bạn chỉ cần là lên cái ứng dụng ví dụ như bạn xài iPhone chẳng hạn thì các bạn lên cái ứng dụng App Store tải về cho mình. Còn các bạn dùng Samsung, Oppo hoặc là các dòng sản phẩm điện thoại Android khác thì các bạn có thể là lên cái ứng dụng CH Play, ghi cho mình cái chữ lúc cam này ra và các bạn tải về là xong. Và khi tải về xong thì các bạn chỉ cần là bật thiết bị lên cho mình. Đấy, và các bạn vào phần cài đặt ở trong máy điện thoại của các bạn. Đấy, và khi các bạn cài đặt vào phần cài đặt ở trong máy điện thoại của các bạn xong thì các bạn chọn cho mình vào mục Wi-Fi nhá. Đấy, thì khi các bạn vào mục Wi-Fi thì cái thiết bị nó sẽ phát ra một dòng Wi-Fi có chữ F ở đầu và một giấy số đằng sau ấy. Đây, một chữ F ở đầu và một giấy số đằng sau thì các bạn chỉ cần ấn vào cho mình thôi. Đấy, là các bạn có thể là xem trực tiếp trên điện thoại của các bạn rồi. Đây, mình sẽ kết nối lại nha. Đấy, thì khi các bạn kết nối thành công giống như của mình rồi thì sẽ hiện ra là không có kết nối internet.
Đấy, thì nó chỉ là cái wifi của thiết bị phát ra thôi. Thì bạn nào muốn giấu cái wifi này đi thì các bạn có thể là ép cái wifi này vào với cái wifi ở nhà các bạn đấy, để tránh cái tình trạng bị lộ tên wifi đấy. Đây thì bạn nào kết nối thành công giống như của mình rồi thì các bạn chỉ cần thoát ra và đăng nhập vào ứng dụng Nucam thôi. Và bạn nào đến cái bước này mà các bạn bật lại wifi mà nó vẫn không hiện ra wifi ấy, thì các bạn chỉ cần là lấy cái que tăm các bạn chọc vào đây để reset thiết bị lên cho mình thì nó sẽ phát ra cái wifi này để cho các bạn kết nối. Và khi kết nối thành công xong thì như ban đầu mình đã nói rồi, kết nối thành công xong thì các bạn chỉ cần là vào ứng dụng Nucam. Vào ứng dụng Nucam xong thì các bạn có thể là xem trực tiếp trên điện thoại của các bạn rồi. Thì khi vào thì nó sẽ hiện ra một cái dòng nhảy, đó chính là bạn có muốn kết nối wifi xem được từ xa hay không thì các bạn từ chối cho mình nhá. Đấy, và các bạn nhìn thấy một dòng online các bạn là cái dòng thiết bị đang hoạt động, còn những cái dòng wifi không hoạt động thì sẽ hiện là offline. Đấy. Còn khi bạn ấn vào cái dòng online thì nó sẽ hiện ra một cái dòng là bạn có muốn đổi mật khẩu wifi hay không. Thì bạn nào muốn đổi mật khẩu wifi thì bạn ấn vào có cho mình, ấn đây. Còn bạn nào không muốn đổi thì bạn ấn từ chối cho mình nhá. Thì khi các bạn từ chối xong thì camera nó sẽ đưa các bạn vào cái giao diện chính của cái đây, vào cái hình ảnh chính của camera. Đấy. Đây, mình sẽ quay cho bạn xem này. Đấy, quay cực kỳ mượt nhá và không bao giờ bị giật. Đấy, mình sẽ quay nhanh cho các bạn xem này. Đấy, mình quay nhanh này nhưng mà cam nó sẽ không bị giật cũng như không bị đơ như những cái dòng camera khác. Đấy. Đây. Đấy, quay cực kỳ mượt nhá và không bao giờ bị giật và chất lượng ảnh nhìn nó sẽ là cực kỳ nét. Đấy. Đây thì với chất lượng ảnh như ban đầu ở trong cái hộp nó đã ghi rồi là chất lượng ảnh là full 4K HD. Đấy, full 4K HD nhá. Đấy, thì muốn chỉnh được chất lượng lên cao nhất là 4K ấy, thì mọi người chỉ cần ấn vào cái góc bên phải này cho mình chỉnh nó lên là 4K. Đấy. Thì với cái chất lượng ảnh 4K thì như các bạn nhìn thấy đây, đấy, những cái vân trên tường này mọi người có thể là nhìn thấy cực kỳ rõ nhá. Đấy, đây thì như ở bên ngoài mà các bạn nào bị cận ấy, thì cực kỳ khó để nhìn thấy được cái vân trên tường nhá. Đấy, nhưng mà ở đây camera nó đã nhìn được hết tất cả những cái vân trên tường. Đấy. Thì với chất lượng ảnh 4K thì cái loại này cực kỳ nét rồi. Đấy, thì về chất lượng ảnh thì nó chỉ là hơi tốn pin một chút so với các bạn bật cái chất lượng ảnh thấp. Đấy, thì khi các bạn sử dụng cái chất lượng cao nhất thì nó sẽ phải tốn pin hơn. Đấy, cái chất lượng ảnh thấp thì bạn nào muốn chất lượng cao hơn thì các bạn có thể là bật lên, còn bạn nào muốn tiết kiệm pin thì các bạn chỉnh nó lên là 1080. Thì với cái chất lượng ảnh 1080 nhìn nó cũng sẽ là tương đối nét nhá. Đấy. Đấy, thì đấy là về cái dòng sản phẩm camera là về chất lượng ảnh của dòng camera này, cũng như là đây về phần âm thanh này, ghi âm này, chụp ảnh màn hình này, quay phim màn hình, lật trái lật phải, lên và xuống, thoát ra, cũng như là phần quay ban đêm. Đấy, thì trong quá trình các bạn sử dụng cái dòng sản phẩm này mà các bạn muốn quay lại trong ban đêm, các bạn muốn quay lại ấy, thì các bạn chỉ cần bật lên cho mình. Đấy, đây các bạn bật cái bóng đèn này lên là nó sẽ quay về cái chế độ quay ban đêm. Đấy, đây với cái chế độ quay ban đêm quay cực kỳ nét nhá. Đấy, thì với cái chế độ quay ban đêm này, như bạn nhìn thấy đây, các bạn có thể đọc được hết tất cả các chữ ở trên này. Đấy, các bạn có thể đọc được hết tất cả các chữ luôn này. Đấy, và quay cực kỳ nét. Thì đấy là về phần quay ban đêm. Thì bạn nào không thích thì bạn có thể là ấn lại để nó chuyển về cái chế độ quay ban ngày, đó là quay màu. Đấy. Còn bên ở dưới này nó sẽ có một cái phần là âm thanh này. Đấy. Thì với cái phần âm thanh này ấy, thì là về phần, thì khi trong quá trình các bạn sử dụng mà các bạn để cái dòng sản phẩm này, camera này ở nhà các bạn chẳng hạn, mà các bạn muốn nghe được người xung quanh nói chuyện ấy, thì các bạn chỉ cần là bật lên cho mình. Đấy. Đây, các bạn bật lên thì tất cả các cuộc trò chuyện xung quanh, đấy, các bạn đều có thể là nghe thấy được hết. Đấy, và nghe cực kỳ rõ nhá. Đấy. Thì ở đây thì nó sẽ có là về phần âm thanh. Đấy, bật lên nghe cực kỳ rõ. Đấy. Thì hiện tại thì mình đang đặt hai thiết bị nó gần nhau ấy, cho nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh. Đấy, cho nên là nó sẽ có những cái tiếng vang. Còn trong quá trình các sử dụng thì bạn cứ bật hết lên cho mình. Đấy, để các bạn sử dụng thôi. Cũng như phần chụp ảnh này chẳng hạn, và các bạn muốn chụp ảnh thì bạn ấn cho mình một cái thì sẽ hiện ra một cái dòng này là đã chụp ảnh và lưu trực tiếp ở trên app. Đấy, cũng như quay video. Quay video đây, các bạn ấn vào đây thì nó sẽ có một cái phần quay video này. Thì khi các bạn quay mà các bạn muốn thu được cả hình cả tiếng ấy, thì các bạn bật cho mình cái loa này lên thì camera nó sẽ thu được cả hình cả tiếng nhá. Còn khi các bạn tắt cái loa đi thì camera nó chỉ thu được hình không thôi, nó không thu được tiếng. Đấy. Đấy. Thì đấy là cách sử dụng cũng như là chất lượng ảnh của cái dòng sản phẩm camera ngụy trang cúc áo S64 này. Mình đã test qua cho các bạn rồi. Đấy. Thì ngoài ra cái dòng sản phẩm này nó sẽ cho phép các bạn là lưu thẻ nhớ nhá. Đấy, thì khi các bạn đeo cái này ở trong áo của các bạn chẳng hạn,
Đấy, các bạn muốn quay người đối diện nhỉ. Đấy, ví dụ các bạn muốn quay người đối diện. Đấy, mà các bạn không thể nào mà cầm điện thoại này để các bạn quay được người đối diện này được. Đấy, thì các bạn phải lắp cho mình một cái thẻ nhớ vào. Đấy, và khi lắp thẻ nhớ xong thì các bạn muốn xem lại những cái hình ảnh và video các bạn lưu lại và lắp thẻ nhớ thì các bạn chỉ cần là chuyển cho mình sang một phần SD file này. Đấy, và chuyển cho mình sang một phần SD file nhá, phần cloud SD à, và chuyển sang mục SD file. Đấy, thì tất cả những cái dữ liệu khi các bạn lắp đặt thẻ nhớ vào thì nó sẽ nằm hết ở bên mục SD file này. Các bạn muốn xem lại thì các bạn chỉ cần là ấn vào đây để xem lại thôi. Thì hiện tại thì mình không lắp thẻ nhớ vào ấy, cho nên là nó sẽ không hiện ra những cái file ở đây. Còn trong quá trình các bạn sử dụng thì nó sẽ hiện ra hết những cái file ở đây nhá. Các bạn muốn xem lại thì các bạn ấn vào đây để xem lại thôi. Đấy, và xem cực kỳ dễ nhá. Đấy, thì đấy là về cách sử dụng cũng như chất lượng hình ảnh của cái dòng sản phẩm camera ngụy trang cúp áo S64 này. Đấy, mình đã giới thiệu sơ qua cho các bạn rồi. Thì bạn nào muốn biết thêm chi tiết của cái dòng sản phẩm này thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như kết bạn Zalo. Thì số điện thoại của mình cũng như Zalo của mình là 0927960858. Đấy, thì ngoài ra bên đơn vị nhà mình có nhận chế tạo camera theo yêu cầu của khách hàng. Đấy, từ loại camera ổ điện cũng như mũ cũng như là quạt. Đấy, bên đơn vị nhà mình đều làm được hết. Đấy. Còn khi các bạn mua cái dòng sản phẩm camera ngụy trang cúp áo S64 này thì bên đơn vị mình sẽ đều được tặng kèm là một thẻ nhớ nhá. Đấy. Đây, tặng kèm một thẻ nhớ 256GB. Đấy. Tặng kèm một thẻ nhớ 256GB để cho các bạn lưu trữ một cái dung lượng lớn dữ liệu. Đấy. Thì ngoài thẻ nhớ ra thì bên đơn vị nhà mình vẫn tặng kèm cho các bạn là đây, một quả pin sạc dự phòng sơ cua cũng như là một dây sạc cũng như là bộ ngụy trang. Đấy, bộ ngụy trang cúc áo. Đấy, các bạn bên đơn vị nhà mình đều tặng kèm hết cho các bạn full phụ kiện của dòng sản phẩm camera cúc áo S64 này. Đấy, thì ngoài những cái phụ kiện ra thì bên đơn vị nhà mình đều bảo hành sản phẩm ở bên đơn vị nhà mình lên tới là 1 năm. Đấy, thì trong vòng 1 năm các bạn sử dụng cái dòng sản phẩm ở bên đơn vị nhà mình mà xảy ra bất kỳ lỗi gì từ nhà sản xuất, đấy, thì bên đơn vị nhà mình hoàn toàn có thể là hoàn tiền cho các bạn. Đấy, hoặc là đổi mới sản phẩm trong vòng 1 năm nhá. Đấy, thì bạn nào ở gần thì cũng có thể là đến trực tiếp cơ sở của mình để kiểm tra hàng và mua hàng. Thì địa chỉ và cơ sở và thông tin liên hệ thì mình sẽ để hết dưới phần mô tả. Các bạn kéo xuống phần mô tả để quan tâm. Đấy, hoặc là các bạn có thể là điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại này. Đấy, thì khi và bên mình có hỗ trợ cho bạn ở xa khi các bạn mua hàng ở bên đơn vị nhà mình là các bạn chỉ cần là gửi cho mình số điện thoại cũng như là địa chỉ nhận hàng qua Zalo cho mình thì bên đơn vị nhà mình sẽ cho nhân viên giao hàng hoặc là cho shipper hoặc là cho xe hoặc là gửi đường bưu điện cho các bạn. Mình sẽ làm mọi cách để hàng tới tay của các bạn nhanh nhất. Và khi hàng tới tay thì các bạn có thể là bóc ra và kiểm tra hàng. Các bạn bóc ra kiểm tra, nếu hàng sử dụng ok thì các bạn mới thanh toán tiền. Còn không thì các bạn lại hoàn hàng về cho mình mà không mất một đồng phí nào. Đấy. Còn bây giờ video này mình cũng chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái dòng sản phẩm camera cúp áo S64 này thôi. Và muốn giới thiệu luôn cho các bạn là bên đơn vị nhà mình mới về rất là nhiều mẫu camera khác nhau. Đấy, bạn nào quan tâm thì có thể là vào kênh YouTube của mình để xem. Đấy. Còn bây giờ mình xin tạm dừng các bạn nha. Bạn nào quan tâm thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại. Xin chào tất cả bạn, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.